Hello, xin chào bác. Chào các bác đến kênh review đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay thì Ngọc thưa bác một chiếc đồng hồ đến từ dòng phẩm Seiko Precept Shark S Series. Và chiếc ngày hôm nay thưa bác thì sẽ có mặt số màu xanh dương, một màu sắc cũng được rất nhiều anh em yêu thích ở trên dòng sản phẩm Seiko Precept Shark S Series này các bác nhé. Một chiếc hàng new full box, đầy đủ hộp sổ thẻ các phụ kiện đi kèm cho anh em. Và anh em lưu ý một chút là khi mà anh em mua chiếc này thì sẽ có bảo hành 12 tháng chính hãng tại Seiko Việt Nam. Sau khi bảo hành hết bảo hành 12 tháng này thì bên em sẽ hỗ trợ thêm bảo hành 12 tháng tại shop nữa. Thì tổng cộng anh em sẽ có 24 tháng bảo hành của chiếc đồng hồ này. Về mức giá bán thì bên em đã sẵn hàng phục vụ anh em với mức giá là 18 triệu 500 đồng anh em nhé. 18 triệu 500 đồng dành cho chiếc này. Mức giá phải nói là rất rất tốt nếu mà so với thời điểm em nó mới ra mắt. Trước khi đến cơm trước nồi trong video ngày hôm nay, sẽ mong em dành một chút thời gian khoảng 1-2 giây thôi. Một nút đăng ký kênh ở phía dưới video, ấn quả chuông bên cạnh. Để khi bên em ra video đồng hồ mới, YouTube sẽ gửi thông báo cho anh em. Từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc nào mình cung cấp nhé. Không mất nhiều thời gian anh em nữa, chúng ta kỹ hơn với chiếc Seiko Precept Shark S Series trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc Seiko Precept Shark S Series hôm nay thưa các bác thì phải nói em này sự thiết kế rất là đẹp, với mặt số được làm màu xanh dương, được trải tia ánh sáng sân bớt và được tráng gương, mang đến cảm giác màu sắc nó khá là bóng bẩy. Thân vỏ và dây chúng ta sẽ được hoàn toàn chất liệu thép không gỉ 36L, và anh em thấy về cái độ hoàn thiện kim cọc thân vỏ dây thì với Seiko thì nó luôn là trong những cái dòng sản xuất có độ hoàn thiện tốt nhất ở trong cùng một tầm phân khúc giá các bác nhé. Khóa thép dây thép đúc đặc này, khóa thép đúc đặc đấy sau hở máy giúp em quan sát chuyển động máy trong. Mặc dù là rất là nhiều thép, tuy nhiên thì với chiếc đồng này thì khi mà cầm trên tay thì nó cũng không quá nặng tay, thì anh em đeo thì tương đối thoải mái với có động thường ngày là fit lách hay là quả máy. Tiếp theo nữa thì size mặt của em này cũng là một cái size mặt tương đối dễ chịu, với size mặt là 39,2mm và độ dày mặt số là 11,2. Đấy cho nên là chu vi của tay khoảng tầm từ 15.5, anh em thể đeo rất đẹp và vừa vặn chiếc này trên cổ tay. Cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ có cái mã sản phẩm ở đây. Chúng ta sẽ có hai cái tag, đầu tiên là tag mã sản phẩm thì em này sẽ là SA077, giá bán lẻ tại trường Nhật là 110.000 yên. Ở đây chúng ta có các thông tin cơ bản như là bộ máy 6R35, dây số từ 15 đến 25 giây một ngày, 24 chân kính, 21.600 tần số động, 70 giờ tích cót, Make in Japan, sản xuất và ráp tại Nhật. Mã máy mã sản phẩm SA077 và chỗ ngược là chức năng anti magnetic chống nhiễm tử. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một tác nữa là tác công nghệ Dial Seal. Đây là cái công nghệ về hoàn thiện thân vỏ của đồng hồ. Thì với cái công nghệ Dial Seal này, khi mà Seiko hoàn thiện thân vỏ, nó sẽ phủ bên ngoài một cái lớp phủ gia tăng độ cứng, giúp hạn chế các vết xước. Nếu mà va quẹt nhẹ sẽ không để lại vết xước ở phần thân vỏ, thứ nhất. Thứ hai nữa là cái lớp phủ này khả năng chống oxy hóa của em nó là cực kỳ tốt. Đây cho nên là khi mà anh em dùng các hóa chất có tiếp xúc vào thì không bị gây xỉn màu, và chỉ cần vệ sinh nhẹ đi một chút thì chúng ta sẽ thấy là thân vỏ và dây sẽ sáng bóng trở lại. Chiếc này của chúng ta thì về giá bán bên em đã sẵn hàng phục vụ anh em với mức giá là 18 triệu 500 đồng, 18 triệu rưỡi các bác nhé. Và lưu ý anh em một chút, em đã nói là em này sẽ được hỗ trợ bảo hành 12 tháng chính hãng tại Seiko Việt Nam. Sau đó thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành 12 tháng nữa. Đấy. Thì được bảo hành chính hãng cho nên đây chắc chắn là con hàng chính hãng rồi. Về chất lượng này anh em hoàn toàn yên tâm. Bên em luôn cam kết đến gấp 10 cho các bác nếu phát hiện là fake. Đến cơ với thiết kế mặt số của em này một chút. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy được cái mặt số của em này, anh em thấy nó sẽ làm dạng vân hoa lục giác gai dầu này, rất là đẹp. Mặt số màu xanh dương. Và bình thường trong ban đêm thì nó trong điều kiện ánh sáng yếu thì nó sẽ hơi tối màu một chút, còn nếu mà anh em ra ngoài ánh sáng mạnh thì nó sẽ lên toàn bộ màu xanh trên mặt số, đặc biệt là khi có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Tiếp theo nữa, thiết kế đơn giản 3 kim và 1 lịch với cọc số vạch, và bộ kim chúng ta sẽ làm dạng kim bầu bầu một chút, thon nhọn, vút nhọn ở đầu kim. Các thông tin thì chúng ta có logo Seiko góc 12 giờ, góc 3 giờ chúng ta có lịch ngay, với góc 6 giờ dòng chữ Precept, tên sản phẩm và máy cơ Automatic. Giữa góc 7 và 6 giờ này anh em vẫn sẽ nhìn thấy dòng chữ Japan, đây là một chiếc sản xuất của Ráp tại Nhật, mã máy 6R35, bên này chúng ta có mã phần mặt số. Anh em thấy màu sắc rất là đẹp, sáng và cực kỳ bóng bẩy luôn. Kính sapphire khối chống sức, option tuyệt vời rồi. Đấy, anh em dùng kính nhưng không lo mặt kính chúng ta có cái vấn đề gì về sức sát cả. Về phần niềng bezel bên ngoài chúng ta sẽ đánh bóng này. Đấy, thiết kế cả này cũng tương đối đẹp và rất bắt mắt đấy các bác nhé. Ở đây chúng ta sẽ có càng bên trên dưới hoàn thiện về sức, cạnh bên thiết kế càng cong vào một chút, đeo sẽ ôm tay hơn và sẽ đánh bóng. Đúng chỉnh chúng ta có logo chữ S của thương hiệu Seiko, rất được quen thuộc này. Đẹp anh em nhỉ, nhìn cái màu xanh dương này rất là dịu mắt, và thêm nữa thì anh em thấy thiết kế đặc biệt là cái vân mặt này. Bây giờ nhìn cái vân mặt này thì chắc chắn anh em biết đây là một trong sản phẩm đến từ thương hiệu Seiko thôi. Một cái vân mặt mang tính iconic, biểu tượng rất là cao. Về phần dây chúng ta sẽ dây thép không gỉ đúc đặc, và đây chúng ta sẽ có 5 mắt dây. Đấy, 3 mắt được đánh phê sức, 2 chỉ làm phê bóng. Ở đây cái phần dây thiết kế càng này thì anh em thích đeo dây ra chúng ta có thể thay dây ra và khóa bên ngoài được. Nếu anh em thích mua thì anh em cứ báo lại em một chút, bên em sẽ hỗ trợ anh em làm dây luôn nhá. Và quen biết thợ, có thợ làm dây và giá dây rất là dễ chịu, cũng là chất lượng thì cực kỳ yên tâm.
Ở đây chúng ta sẽ khóa thép đúc đặt có logo Seiko dập chìm ở đây. Đấy, option về hoàn thiện thân vỏ dây khóa đều rất là tuyệt vời. Đó. Về kích thước thì size mặt cái này là 39,2. 39,2 mm. Độ dày mặt số của chiếc này 11,2 và lắc tu lắc chiều dài càng 48,4. Đấy. Rất là vừa vặn anh em nhé. Tay chỉ cần khoảng 15,5 là anh em thể đeo đẹp vào này. Đó, ví dụ tay của em là 15,8 này. Đeo rồi gọi là vừa khít luôn, rất đẹp, vừa vặn trên cổ tay. Với độ dài 11 thì nó cũng ở mức vừa phải, nó không quá dài trên tay, đeo rất là tuyệt vời đấy các bác nhá. Đấy. Màu sắc rất đẹp, sáng sủa, bắt mắt. Cực kỳ đẹp luôn, rất ưng vào mày, rất ưng cái màu sắc này, rất đẹp. À, mặt sau đồng hồ chúng ta thiết kế đáy hở máy giúp anh em quan sát được chuyển động máy trong. Ở trên con văng thì anh em sẽ nhìn thấy các cái thông tin hiển thị ở đây. Ta sẽ có logo Seiko này, bộ máy 6R35A 24 chân kính, tần số động 21.600, tích cót 70 tiếng. Logo Seiko này, mức xung lực 13 tương đương 100m này, kính sapphire này. Made in Japan, sản xuất và lắp tại Nhật, chức năng anti-matic chống từ và máy mã phần cashback, thân vỏ làm thép không gỉ. Đấy, bộ máy được hoàn thiện thiết kế tương đối đẹp. 6R35 thì so với máy 6R15 thì nó tốt hơn tương đối nhiều đấy các bác nhá, từ thời gian tích cót này, sai số cho đến cái số chân kính đều tốt hơn. Đấy, và vậy nó vẫn giữ nguyên được cái khả năng hoạt động mượt mà, bền bỉ và cực kỳ lốt vặt của dòng sản phẩm máy 6R15. Đầy đủ chức năng, lên có tự động, lên có bằng tay. Dừng kim dây cái chỉnh giờ, ta sẽ mở đai nấc kim dây dừng lại cho anh em chỉnh giờ sát từng giây. Đồng hồ lịch ngày anh em bạn góc 12 giờ lịch ngày nhảy thì đây đang giờ buổi sáng, bắt đầu ngày mới. Ví dụ đây em để mức khoảng 8 giờ 25 phút buổi sáng này. Đóng lại kim dây chạy bình thường. Để chỉnh lịch ngày thì anh em sẽ mở đúng đao một đất, vặn xuôi cho kim đồng hồ, chúng ta chỉnh được lịch ngày. Sau chỉnh giờ thì ngày sau anh em đóng lại kiểm tra cẩn thận tránh phải đúng nước vào. Mức chống nước 100m của chiếc này là mức chống nước rất tốt, có động thường ngày anh em đi mưa rửa tay rửa xe rất thoải mái. Lưu ý là không mang chúng ta đi bơi, tắm tắm lạnh và tắm xông hơi anh em nhé. À, chiếc này sử dụng máy 6R35 thì tích cót lên đến 70 tiếng. Tức là nếu mà anh em làm văn phòng công sở thì chiều thứ 6 mà anh em nghỉ làm, tháo đồng hồ ra, cất vào hộp đến sáng chủ nhật, sáng thứ hai anh em lấy đồng hồ ra đeo vẫn đủ cót để hoạt động rất là thoải mái các bác nhá. Đấy. À, với mức giá bán là 18.500 đồng. Nếu anh em mà thích chiếc này có thể liên hệ hàng với bên em thông qua số điện thoại để phía trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để đầy đủ dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện thông tin em sẽ vấn kỹ hơn cho anh em về chiếc này nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi này của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video đồng hồ tiếp theo.